Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang tin địa phương do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lạc Sơn thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 5 tháng 9, đồng chí Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo với các địa phương. Cuộc họp được kết nối tới toàn bộ 63 tỉnh, thành phố, 705 quận, huyện, thị xã, 9.043 xã, phường, thị trấn trên cả nước. Trong đó, điểm cầu huyện Lạc Sơn có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện. Điểm cầu các xã, thị trấn có sự tham gia của lãnh đạo xã và ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã. Để đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp trọng tâm phòng chống dịch thời gian tới. Cuộc họp diễn ra sau hơn một tuần, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 được kiện toàn do Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban và có sự tham gia của lãnh đạo Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban ngành trung ương. Phát biểu mở đầu cuộc họp, những ngày qua, công tác phòng chống dịch được thực hiện theo phương châm mỗi xã, phường, thị trấn là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ. Xã, phường cũng có tương đối đầy đủ các thành tố của hệ thống chính trị theo cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, mỗi cấp làm việc của mình, cấp trên kiểm tra, đôn đốc cấp dưới báo cáo, đề xuất cấp trên. Kết quả vừa qua cho thấy, công tác phòng chống dịch đang đi đúng hướng, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của nước ta. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, khó lường, vì vậy vẫn phải tiếp tục cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để bổ sung, hoàn thiện với tinh thần không cầu toàn, không nóng vội và phải tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong giai đoạn giãn cách xã hội và tăng cường thực hiện giãn cách xã hội từ 22 tháng 8 đến 4 tháng 9 năm 2021, tại 23 địa phương đã ghi nhận 160.592 ca mắc. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ 27 tháng 4 đến 4 tháng 9 năm 2021, ghi nhận tích lũy 247.188 ca mắc, chiếm 48,4% tổng số ca mắc của cả nước. Số ca mắc mới theo ngày tiếp tục tăng do đang thực hiện đợt cao điểm xét nghiệm tầm soát trên diện rộng. Sáng ngày 31 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn đã tiến hành họp, thống nhất thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Lạc Sơn dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Lệnh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn. Cùng tham dự có các đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Bùi Văn Kía, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Lạc Sơn, Lê Minh Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện và đồng chí Bùi Văn Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn. Từ 14 giờ ngày 29 tháng 8 đến 16 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2021, huyện Lạc Sơn có 8 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2. Toàn huyện hiện có 999 trường hợp đang được cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung của huyện và các khu cách ly tập trung của các xã, thị trấn. Số cách ly tập trung tại nhà là 140 trường hợp. Trong ngày đã gửi 231 mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn đã ra quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Lạc Sơn sẽ có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Căn cứ các nội dung tham mưu, báo cáo do các phòng, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan để xem xét báo cáo Thường trực huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy quyết định và chỉ đạo những việc áp dụng các biện pháp đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời. Quyết định phương án triển khai các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 và hướng dẫn xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong thực tiễn để áp dụng thống nhất thực hiện ở các lĩnh vực địa phương nhằm đảm bảo an toàn trên địa bàn huyện, an toàn sức khỏe cho nhân dân, đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh, vận tải lưu thông hàng hóa được phép hoạt động và an ninh trật tự, an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thuộc các ngành, lĩnh vực và địa bàn được phân công.
Sáng mùng 4 tháng 9, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 huyện Lạc Sơn đã tiến hành họp để nắm bắt tình hình phòng chống dịch COVID-19 trước, trong và sau dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Lệnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chỉ huy trưởng Trung tâm Phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Lạc Sơn. Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế huyện, đến thời điểm sáng ngày mùng 4 tháng 9, huyện Lạc Sơn có tổng số 11 ca tái dương tính với dịch bệnh COVID-19 sau khi đã được điều trị khỏi. Hiện đều đang được cách ly tại điểm cách ly tập trung của huyện. Số người đang được cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung của huyện, của xã là 910 người. Qua nắm bắt tình hình, từ lực lượng công an huyện cho thấy, tình hình trước, trong và sau dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 trên địa bàn huyện tương đối ổn định, không có tình trạng gây mất trật tự an ninh, các gia đình không tập trung đông người ăn uống. Từ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày mùng 3 tháng 9, có tổng số 1.108 người đi qua các chốt kiểm dịch của huyện. Tại cuộc họp, ngoài việc nắm bắt tình hình công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, các thành viên Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 huyện cũng đã bàn và thống nhất các giải pháp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới, thống nhất biện pháp xử lý đối tượng không tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Chiều ngày 4 tháng 9, đồng chí Bùi Văn Kía, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cùng các đồng chí thành viên Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Lạc Sơn đã tiến hành kiểm tra việc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên đối với giáo viên trước khai giảng năm học mới. Theo công văn số 7240 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình, công văn số 2238 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình về việc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên đối với giáo viên trước khai giảng, huyện Lạc Sơn có tổng số 688 giáo viên thuộc diện cần test nhanh. Để thực hiện đảm bảo tiến độ test nhanh kháng nguyên đối với khoảng 20 giáo viên có nguy cơ cao, gia đình có thành viên thường xuyên giao tiếp nhiều, có người đi xa về. Trước khai giảng năm học mới, huyện Lạc Sơn đã có sự chỉ đạo quyết liệt. Đặc biệt, Trung tâm Y tế huyện đã chỉ đạo cán bộ trạm y tế xã thị trấn tăng cường tinh thần trách nhiệm, tăng cường làm thêm giờ để hoàn thành tốt công việc. Tại thời điểm khoảng 14 giờ đến 15 giờ ngày 4 tháng 9, qua kiểm tra cho thấy việc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên đối với giáo viên tại một số xã như Thượng Cốc, Văn Sơn và thị trấn Vụ Bản được thực hiện đảm bảo tiến độ, có đơn vị đã hoàn thành xong việc xét nghiệm. Ngày 5 tháng 9, thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn đã tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 với quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm học. Về dự và chung vui với thầy và trò nhà trường có đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Lạc Sơn. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ngày hội Toàn dân đưa trẻ đến trường năm nay thật đặc biệt, nhiều nơi phải tổ chức khai giảng trực tuyến. Tại huyện Lạc Sơn, thực hiện theo đúng sự chỉ đạo của tỉnh, huyện, ngành giáo dục và đào tạo huyện đã tổ chức nghiêm túc lễ khai giảng năm học mới, trang trọng, đảm bảo các điều kiện giãn cách phòng chống dịch bệnh. Năm học 2020-2021, trường tiểu học và trung học cơ sở Yên Nghiệp đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi. Các hoạt động của nhà trường có sự chuyển biến tích cực, được đánh giá xếp thứ nhì toàn ngành. Nhà trường giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia, đơn vị văn hóa, trường xanh, sạch, đẹp. Về dự lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Bí thư Huyện ủy đã tặng hoa chúc mừng kết quả thầy và trò nhà trường đã đạt được trong những năm học vừa qua. Đồng chí cũng chúc thầy và trò nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm học mới 2021-2022. Thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy kết hợp với việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhân dịp này, lãnh đạo huyện và các đại biểu về dự đã tặng quà cho một số em học sinh nghèo có thành tích cao trong học tập của nhà trường. Cùng ngày, trường Trung học Phổ thông Đại Đồng, huyện Lạc Sơn cũng đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021-2022. Đồng chí Bùi Văn Lệnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn đã về dự và đánh trống khai giảng năm học mới. Năm học vừa qua, thầy và trò trường Trung học Phổ thông Đại Đồng đã gặt hái được những thành quả tốt đẹp, như tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt 47%, học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 34 em,
có 1 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 8 giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, 52 cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt lao động tiên tiến, tập thể nhà trường đạt tập thể lao động tiên tiến. Các hoạt động phong trào khác đều đạt kết quả cao. Năm học 2021-2022, phát huy những kết quả đã đạt được, trường Trung học Phổ thông Đại Đồng tiếp tục cải tiến phương pháp dạy và học, đẩy mạnh phong trào, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, tiếp tục củng cố xây dựng vững chắc trường Trung học Phổ thông Đại Đồng là địa chỉ giáo dục tin cậy của tỉnh Hòa Bình. Tại lễ khai giảng, các tổ chức cá nhân trong huyện đã trao 33 suất học bổng cho các em học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia. Các em có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021 và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với tổng số tiền là 13.100.000 đồng. Cũng trong buổi sáng ngày 5 tháng 9, đồng chí Bùi Văn Kía, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng các đồng chí trong đoàn công tác của huyện đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 với thầy và trò trường dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Lạc Sơn. Lễ khai giảng năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Các đại biểu và các thầy cô cùng các em học sinh đều thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, đảm bảo an toàn cho lễ khai mạc được diễn ra trang trọng, đầy đủ nội dung như những năm học trước. Tuy nhiên, phần văn nghệ đã được giảm bớt, hạn chế về thời gian và số tiết mục. Nghi thức đón các em vào lớp 6 cũng được tổ chức ngắn gọn, mang ý nghĩa nhiều hơn là hình thức. Trong lễ khai giảng, các em học sinh cùng các thầy cô giáo đã được nghe đọc thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh cùng các em học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng năm học mới 2021-2022. Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Bùi Văn Kía, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã đánh trống khai trường và có bài phát biểu động viên thầy và trò nhà trường vượt qua đại dịch, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022. Năm học này, nhà trường có hơn 300 em học sinh, trong đó có 90 em học sinh lớp 6 mới vào trường. Với tinh thần vừa chống dịch vừa dạy tốt học tốt, tập thể thầy và trò trường dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Lạc Sơn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 2021 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lạc Sơn, vừa qua đồng chí Bùi Văn Minh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lạc Sơn đã tiến hành kiểm tra giám sát việc hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội và việc triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi của chính phủ tại xã Tự Do, huyện Lạc Sơn. Theo kết quả kiểm tra giám sát thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn xã Tự Do cho thấy, tổng nguồn vốn tín dụng trung ương phân bổ là 9 tỷ 350 triệu đồng, vốn huy động tiền gửi cá nhân tại điểm giao dịch xã trên 1 tỷ đồng, vốn huy động tiền gửi của tổ tiết kiệm và vay vốn là trên 330 triệu đồng, doanh số cho vay tín dụng là 935 triệu đồng, doanh số thu nợ là 619 triệu đồng, không có nợ quá hạn. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện hiện đang thực hiện cho vay 9 trường tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn. Tại điểm giao dịch xã, các bảng biểu được niêm yết theo quy định đầy đủ, được sao kê công khai hàng tháng, niêm yết công khai quyết định phân bổ vốn cho các xóm, công khai thủ tục giải quyết công việc tại điểm giao dịch. Kết quả tỷ lệ giải ngân tại điểm giao dịch xã đạt 100%, tỷ lệ thu nợ đạt 99%, tỷ lệ thu lãi đạt 99%. Tính đến thời điểm cuối tháng 7 năm 2021, xã Tự Do có 351 hộ còn dư nợ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lạc Sơn. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần cải thiện đời sống, phát triển kinh tế xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo, góp phần giúp các hộ thoát nghèo bền vững. Quý vị và các bạn thân mến, trang tin địa phương do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lạc Sơn thực hiện đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.